từng trong xe lương 2 triệu, chàng trai đổi đời sau buổi đi dạo, thu nhập 100 triệu tháng. Mỹ luôn trân trọng những trải nghiệm trong cuộc sống dù khó khăn thế nào, vì đó cũng chính là điều giúp cậu có động lực để thành công như ngày hôm nay. Chàng trai đi làm, phụ ba mẹ nuôi chị học đại học, học hết lớp ngày 9, Nguyễn Việt Mỹ, 25 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng quyết định nghỉ học, phần vì điều kiện gia đình khó khăn. Mỹ muốn đi làm để kiếm tiền đỡ đần ba mẹ. Mặt khác vì lúc đó còn trẻ, Mỹ không định hướng được tương lai sẽ học gì. Chàng trai nghĩ rằng nghỉ học đi làm kiếm tiền là cách giúp đỡ gia đình nhanh hơn. Sau khi dừng việc học, Mỹ có thời gian đi học may rồi làm thợ may, nhưng thấy công việc này có phần nhẹ nhàng quá, không phù hợp nên Mỹ bỏ ngang, lên thành phố ở nhà người thân. Rồi đi làm công việc bảo vệ giữ xe ở trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, họa sĩ, nhà sáng tạo nội dung Việt Mỹ. Thu nhập từ công việc này thì không cao, 3 tháng mình nhận được 6 triệu đồng. Số tiền đó mình để dành cho chị hai đang đi học đại học, mình thấy rất vui vì điều đó mình đi làm để nuôi ước mơ của chị hai một mình mình nghỉ học là được rồi khi đi làm nghề giữ xe mình cũng thấy vài vế của bản thân thấp hơn các bạn sinh viên rồi họ nói thế nào thì mình làm như vậy thôi làm nhân viên thì lâu lâu bị la mắng mình cũng hơi buồn nhưng mình rất trân trọng công việc đó nếu không có nó thì mình không biết làm gì sẽ buồn hơn nữa mình chấp nhận đi làm thuê thì cứ làm đúng với trách nhiệm của mình tới đâu hay tới đó mỹ kể Ngày mà Mỹ tìm ra đam mê, con đường tương lai của bản thân, chàng trai gọi đó là ngày làm thay đổi cuộc đời mình. Hôm đó, Mỹ đi xe máy dạo quanh thành phố rồi dừng ở một khu phố đi bộ. Tình cờ, Mỹ thấy có mấy anh sinh viên đang ngồi ký họa cho khách du lịch. Mỹ ngỡ ngàng khi nhìn những bức tranh vẽ mà đẹp như ảnh. Anh chàng bén duyên với hội họa sau một lần đi dạo quanh thành phố. Những bức tranh chân dung bằng chữ ký đã giúp tên tuổi của Mỹ được nhiều người biết đến. Trong túi còn đúng 200.000 đồng, chàng trai đặt vẽ một bức tranh chân dung của mình. Lúc ngồi đợi, Mỹ đã hỏi các họa sĩ về cách vẽ, nơi mua bút vẽ. Thế rồi, cậu về nhà tự luyện, học hỏi thêm trên YouTube về cách vẽ tranh chân dung. Vài ngày sau, Mỹ ra chính con phố đi bộ hôm trước để hành nghề vẽ tranh. Khi vẽ cho vị khách đầu tiên, Mỹ đổ mồ hôi hột vì run và có nhiều người đứng xung quanh xem. Kết quả, cậu mất một tiếng để hoàn thành bức vẽ trong khi những người khác chỉ mất 20 phút. Run rẩy đưa bức tranh không giống lắm cho khách hàng, Mỹ ngại không dám lấy tiền. Tuy nhiên, vị khách đã động viên cậu em vẽ đẹp lắm, bức tranh đầu tiên đúng không? Em cứ luyện tập thêm, ngày nào cũng luyện tập thì sớm muộn gì em cũng sẽ làm tốt. Câu nói của vị khách này đã giúp Mỹ có thêm nhiều động lực để cố gắng, quyết tâm bước đi trên con đường mình đã chọn. Thu nhập 100 triệu tháng nhờ đôi tay tại Hoa. Cách đây 2 năm, thời điểm dịch bệnh bùng phát, Mỹ có nhiều thời gian rảnh nên thử chơi TikTok. Những video về cách vẽ tranh chân dung được Mỹ chia sẻ trên kênh, ban đầu chỉ có 2 đến 3 người xem, nhưng dần dần lượng view đã lên đến vài trăm nghìn rồi hàng triệu người xem. Mỹ thực sự được nhiều người biết đến nhờ những bức tranh vẽ bằng chữ ký. Mỹ tâm sự, cách vẽ tranh bằng chữ đã ra đời khá lâu nhưng ít người biết tới. Mỹ may mắn biết cách sử dụng cách vẽ đó và làm cho nó trở nên nổi bật hơn, chân thật hơn, cộng thêm sự biến tấu giúp video cực hút người xem. Thời điểm tranh chưa bùng nổ thì tên tuổi của Mỹ cũng bùng nổ theo. Video có lượt xem cao nhất của Mỹ trên TikTok ở thời điểm hiện tại là 179 triệu view. Đồng thời, chàng trai trẻ cũng giành được rất nhiều giải thưởng về sáng tạo nội dung. Mỹ liên tục tìm tòi, thay đổi cách làm như vẽ tranh bằng chứng, bằng chỉ may, tạo sự tò mò, mới mẻ cho người xem. Trải qua không ít khó khăn mới có được thành công, hiện tại mỗi tháng thu nhập của Mỹ khoảng 100 triệu đồng. Chàng trai trẻ có nhiều nguồn thu, thu nhập chính đến từ việc quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội, vẽ tranh cho khách hàng kiếm tiền từ YouTube, fanpage, dự sự kiện. Hiện tại Mỹ có thu nhập khoảng 100 triệu đồng tháng. Chàng trai trẻ luôn hướng về gia đình, mong làm được những điều tốt đẹp nhất cho bố mẹ. Trong mắt người thân, Mỹ là một chàng trai hiền lành, nỗ lực, luôn quan tâm đến mọi người trong gia đình. Bản thân Mỹ cũng khẳng định, cậu không ngừng cố gắng là vì muốn gia đình đỡ cực khổ và muốn đạt được ước mơ của bản thân. Hiện tại, khi em trai lên thành phố sống cùng, Mỹ chính là người lo cho em, hỗ trợ em trong việc học tập. Thay vì cho em tiền, cậu chỉ dẫn cho em đi con đường như ngày xưa mình từng đi. Nhưng em trai may mắn hơn Mỹ, bởi nếu em không may vấp ngã thì sẽ luôn luôn có Mỹ giang tay đỡ lấy. Mỹ muốn độc lập về tài chính, không phải suy nghĩ nhiều về việc kiếm tiền mà toàn tâm cống hiến cho nghệ thuật và có thể giúp đỡ cho những người khó khăn hơn mình. Mỹ và em trai đang sống ở một căn nhà thuê. Trong tương lai, cậu dự định tích lũy thêm để mua nhà hoặc đầu tư bất động sản. Bao năm xa nhà phấn đấu phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng trong tâm Mỹ luôn hướng về gia đình. Chàng hot tích thấu cơ xúc động khi nhắc tới ba mẹ, con muốn ba mẹ sống lâu với chúng con để ba mẹ thấy được con thành công hơn nữa. Con có nhiều ước mơ muốn làm cho ba mẹ mà chưa tọa nguyện. Ba mẹ hãy sống thật lâu để con có thể thực hiện hết những ước mơ đó. Con rất thèm những bữa cơm gia đình và muốn cả nhà mình sẽ cùng ăn một bữa cơm ở Sài Gòn, ở ngôi nhà của con. Hãy chờ con, lúc đó ba mẹ sẽ vui và hạnh phúc rất nhiều. Nguồn, gõ cửa thăm nhà, ảnh, Facebook nhân vật.